Nên con người không biết hiếu thuận cha mẹ, không biết tôn kính sư trưởng, không tôn trọng quá trình mình học, như vậy sẽ không đạt được bất cứ lợi ích nào. Dù thầy giáo có giỏi cũng không được, đều không có cách nào dạy quý vị. Đây là điểm khó khăn trong việc khôi phục truyền thống dạy học. Vì người bây giờ từ nhỏ đã phóng dật, tập quán thành tự nhiên, không có quy củ. Đời trước trọng tu các điều thiện, nhớ Phật, niệm Phật. Không phải đời này chúng ta mới bắt đầu niệm Phật. Vì sao trong đời quá khứ cúng dường chư Phật, trọng tu các điều thiện, nhớ Phật, niệm Phật mà không được giảng sanh? Đây là một vấn đề vô cùng nghiêm túc, chúng ta phải cẩn thận. Vì sao vậy? Sợ đời này lại giống như đời quá khứ, lại không thể giảng sanh. Một niệm sau cùng khi lâm chung không phải A Di Đà Phật, không biết quý vị nghĩ đi đâu. Mấu chốt chính là một niệm sau cùng. Một niệm sau cùng, nếu nghĩ đến vợ chồng, con cái, tính chấp này lập tức bị đọa lạc. Nghĩ đến của cải trong gia đình, không nỡ buông bỏ. Nghĩ đến địa vị của mình, địa vị cao như vậy, không đành buông bỏ, luôn bị danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần vẫn còn có ý niệm tham luyến. Khi nào buông bỏ hết những ý niệm tham luyến này, tất cả đều không còn. Sinh hoạt trong đời, thích ứng trong mọi hoàn cảnh, có rất tốt, không có cũng rất tốt. Tâm địa thanh tịnh, không hề bị quấy nhiễu, lúc nào cũng an vui. Phá thị sung mạng, như vậy mới được, mới có thể giảng sanh. Công phu này phải bây giờ học, phải lưu ý. Nghĩ rằng trong nhiều đời quá khứ tôi học Phật, chỉ một ý niệm sau cùng bị sai lạc, lại bị trôi lăn trong luân hồi. Đời này vì thiện căn phước đức trong quá khứ sâu dày nên lại gặp được. Nếu gặp được một niệm này lại sai lạc, như vậy thì tiếp tục trôi lăn thêm một đời nữa, đời sau lại đến. Điều này rất phiền phức, không thể nói chơi. Bởi vậy ngày nay chúng ta có thể đạt được pháp môn rộng lớn như vậy là có nguyên nhân. Quý vị xem pháp môn này bao nhiêu người không tin, bộ kinh điển này bao nhiêu người hủy bác, bao nhiêu người cự tuyệt. Vì sao vậy? Vì trong đời quá khứ họ không có cúng dường nhiều chư Phật như vậy, không rộng tu các điều thiện, không nhớ Phật, niệm Phật, nên họ không được oai thần của chư Phật gia trì. Đời này gặp được nhưng không tin, gặp được mà bài xích. Những chân tướng sự thật này chúng ta đều có thể tưởng tượng được. Pháp môn tịnh độ này rộng nhiếp vạn pháp. Câu này là gì? Vạn pháp là Phật pháp. 84,000 pháp môn đều ở trong bộ kinh này. Vô lượng pháp môn đều ở trong bộ kinh này.
Không những ở trong bộ kinh này nói thêm với chư vị, tức ở trong một câu danh hiệu A-di-đà Phật này, oai thần của danh hiệu Phật vô cùng lớn lao. Vì sao ngày nay chúng ta niệm mà không khởi tác dụng, không có tín tâm, không tin? Nói điều này quý vị bán tín bán nghi. Khi nào quý vị mới có thể tiếp nhận? Phải giống như tôi vậy, kinh này đọc suốt 60 năm quý vị sẽ tin. Quân tu suốt 60 năm, tôi cũng không phải vừa tiếp xúc đã tin. Tôi nói với quý vị rất rõ ràng, tôi tiếp xúc Phật giáo bằng con đường học triết học, không phải bằng phương pháp niệm Phật cầu giảng sanh. Tôi không tin điều này. Phải mười mấy, 20 năm sau mới tin. Tôi từng nói với quý vị, tôi tin là nhờ vào Kinh Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Lăng Nghiêm. Tin Pháp môn niệm Phật này, đặc biệt là Kinh Hoa Nghiêm, 53 lần tham bái của Thiện Tài Đồng Tử, tôi đạt được khai thị trong điều này, thật sự minh bạch. Bộ Kinh Vô Lượng Thọ này trước đây tôi đã giảng 10 lần. Giảng chú giải của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, đây là lần thứ nhất. Vì sao giảng chú giải này? Tôi từng nói với quý vị, chú giải này quá hay. Nếu quý vị không xem, quả thật rất đáng tiếc. Không đủ tín tâm với Tịnh Độ Tông chính là chưa hiểu rõ. Trong này đích thực nói rất tường tận, từ đây chúng ta thật sự lý giải được, có thể kiến lập tịnh tâm, có thể phát ra nguyện tâm, nên nhất định phải giảng. Khi Hoàng Niệm Tổ chú giải bộ kinh này, sự giác giả đó tôi tận mắt chứng kiến. Chú giải này đến đời sau không ai đọc, không ai nghiên cứu. Quý vị xem sự gian nan đó, 6 năm mang bệnh, thân thể ông không được khỏe, tận lực để làm hoàn thành chú giải này, quả là đáng nể. Chúng tôi cũng là ân tri ngộ, tôi báo đáp ông. Lúc đó Hoàng Dương bộ kinh này chỉ có hai chúng tôi. Ông giảng ở trong nước, tôi giảng ở nước ngoài. Khi hai chúng tôi gặp nhau vô cùng hoan hỷ. Lúc đó không có ai nói. Tôi cũng chưa thấy được chú giải này, chỉ thấy bản hội tập của Hạ Liên Cư. Tôi có thể xem hiểu, có thể lãnh hội được. Không thể để uổng phí tâm huyết của Hoàng Niệm Tổ và Hạ Liên Cư. Đó là điều vô cùng đáng tiếc. Nên tôi nghĩ bộ kinh này, tôi sống được bao nhiêu, tôi sẽ giảng bấy nhiêu. Tôi sẽ giảng lần này đến lần khác. Đại khai một năm giảng một bộ, một ngày giảng 4 tiếng, một năm một biến. Lần này sắp giảng xong, tôi là giảng lần thứ hai. Lần thứ hai tôi sẽ đưa khoa pháp của tôi vào. Chương pháp kết cấu này sẽ làm càng rõ ràng hơn, càng dễ thấu triệt, dễ hiểu hơn. Giảng lần này xong lần khác, mỗi lần đều khác nhau, mỗi lần đều có chỗ ngộ. Nên càng học càng hoan hỷ,
càng giảng càng hoan hỷ. Pháp vị vô cùng. Cổ nhân nói, thế vị sao đậm bằng pháp vị. Thiện căn phước đức, chấp trì danh hiệu, thật rất lớn. Nếu thật sự hiểu được, quý vị có thể không niệm chăng? Là điều không thể. Nếu muốn tu thiện căn đệ nhất, phước đức đệ nhất của pháp thị xuất thị, niệm Phật là đủ. Niệm bao nhiêu năm nhưng thiện căn phước đức không hiện tiền, đó là nhân duyên gì? Chỉ niệm trên miệng mà không để trong lòng. Miệng không thể chuyển biến cảnh giới, tâm mới có thể chuyển biến cảnh giới. Tâm ta tạp loạn nên câu Phật hiệu trên miệng cũng biến thành tạp loạn, không rõ ràng. Chính là như vậy. Trong giáo lý Đại Thừa yêu cầu chúng ta dùng tâm thanh tịnh niệm Phật. Điều cơ bản giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc là tâm tịnh tức quải Phật tịnh. Nên niệm Phật đừng để ý nhiều hay ít, chỉ quan tâm ta dùng tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, chân thành cung kính. Như vậy mới có hiệu quả. Không dùng tâm như vậy niệm Phật, hiệu quả không lớn. Ngày nay phàm phu chúng ta phiền não trùng trùng, chúng ta có phần chăng? Có phần. Chúng ta không ngoài phần đó. Chúng ta là nhất thể. Vì sao chúng ta biến thành như vậy? Vì mê, tự tánh mê mờ. Giác sẽ không như vậy. Hiện nay ta rất muốn giác, làm sao để phá mê khai ngộ? Tức chuyên niệm câu Phật hiệu này, niệm lâu ngày sẽ được định, niệm lâu hơn nữa sẽ giác ngộ. Sự sai lầm này khiến ba căn bản phiền não đều khởi lên theo. Vì có cái tôi, có ngã ái. Ngã ái là tham. Có ngã si, ngu si. Có ngã mạn, mạn là ngạo mạn, là sân nhuế. Nên tham sân si đều khởi lên. Tham sân si gọi là câu sanh phiền não, nó đến đồng thời với cái tôi. Chỉ cần có ý niệm về cái tôi, tham sân si liền khởi lên theo. Chúng ta làm sao để chuyển mạt na thức thành bình đẳng tánh trí? Đầu tiên phải buông bỏ cái tôi. Không có cái tôi, thân không phải tôi, linh hồn cũng không phải tôi. Buông bỏ nó, tham sân si sẽ không còn. Tức chuyển mạt na thành bình đẳng tánh trí. Bình đẳng tánh trí là gì? Bồ Tát. Trong một niệm chuyển phàm thành thánh. Có cái tôi là có tham sân si, quý vị chính là phàm phu lục đạo, không thoát được luân hồi lục đạo. Thật sự dụng công chính là đoạn tận những thứ này. Đoạn bằng cách nào? Có một phương pháp hay nhất là niệm Phật A-di-đà. Nhất tâm chuyên niệm Phật A-di-đà, ngoài ra không còn gì cả. Quên hết tham sân si, cái tôi cũng quên luôn. Bởi thì niệm Phật A-di-đà lâu ngày sẽ được định. Định là gì? Trong tâm không có những thứ này.
Khi niệm mà tồn tại những điều này là công phu chưa thuần thục, chưa đủ niệm lực. Phải nỗ lực hơn nữa, tiếp tục niệm. Đừng hoài nghi, đừng hối hận, đừng thoái chuyển, cứ niệm như vậy. Tiếp tục niệm một thời gian sẽ phát hiện, thật vậy, tâm thanh tịnh hiển tiện. Khi tâm thanh tịnh hiển tiện không được dừng lại, phải tiếp tục nỗ lực niệm. Nhất định có một ngày quát nhiên đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Kiến tánh là tìm được cái tôi chân thật. Tôi là gì? Tự tánh là tôi. Tịnh niệm liên tục nghĩa là nhiếp thủ. Chính là một câu danh hiệu, câu này tiếp câu kia. Trong danh hiệu này không xen lẫn bất cứ ý niệm nào trong đó, gọi là tịnh niệm. Ngày nay chúng ta niệm Phật tạp niệm quá nhiều. Do nguyên nhân gì? Những thứ tạp loạn trong A Lại Gia thức chúng ta chưa dứt bỏ, vẫn còn trong đó. Nên khi ta niệm Phật nó lẫn lộn cùng nhau. Ý niệm không thanh tịnh. Niệm Phật có lợi ích chăng? Có, nhưng không nhiều. Vì sao vậy? Vì bị những tạp niệm này quấy nhiễu. Vốn là công đức viên mãn 100%, nó quấy nhiễu biến thành 1 phần công đức, 2 phần công đức. Công đức quá ít, quá yếu đuối, hình như không khởi tác dụng. Không khởi tác dụng, bản thân lại hoài nghi Phật hiệu này là thật hay là giả, ngày càng tệ hại. Bởi thì trong kinh điển thường dạy chúng ta nhất định không được hoài nghi, chắc chắn không được hối hận, nỗ lực buông bỏ những tạp niệm này, đừng nghĩ đến những điều này nữa. Trong cuộc sống hàng ngày như thế nào cũng tốt, quý vị sẽ tùy duyên, mọi thứ đều tốt, có rất tốt, không có cũng rất tốt, đừng nghĩ đến nó nữa. Quý vị sẽ dần dần thay đổi được. Khi chúng tôi cầu học ở Đài Trung, một hôm thầy Lý giảng kinh, có một đồng học cũng đang ở đây nghe kinh. Người nhà đến tìm, nói rằng nhà ông bị cháy, nhà bị cháy. Vị đồng học này giống như không nghe thấy, như như bất động, vẫn ngồi nghe giảng kinh. Nghe giảng xong mới về nhà. Thầy nói, thật sự học Phật phải giống như vậy. Quý vị cần nghe kinh hay cần cứu lửa? Đây chính là khảo nghiệm. Thật sự xem việc tu hành như một công việc, không bị cảnh giới bên ngoài làm dao động, như vậy mới được. Nếu như khi sắp chết chúng ta nghe được, thấy được một số cảnh giới bên ngoài, liền lập tức khởi tâm động niệm, như vậy sẽ không đến được thế giới cực lạc. Ý niệm vừa chuyển lại đọa vào trong lục đạo, rất đáng sợ. Những công phu này đều phải luyện tập ngay trong cuộc sống hàng ngày. Tùy duyên độ nhật được đại tự tại. Cảnh giới nào hiện tiền cũng không khởi tâm động niệm. Tôi chỉ có một ý niệm cầu sanh thế giới cực lạc. Chỉ có một mục tiêu, chính là thân cận Phật A-di-đà. Ngoài điều này ra, tâm ta hoàn toàn thanh tịnh trong sạch.
Đây mới thật sự gọi là tịnh niệm tương tục. Đây là nhiếp thủ. Chúng ta phải biết niệm. Nếu không niệm, mấy mươi năm cũng uổng công. Người xưa nói, miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, hét hư cổ họng cũng phí công. Ngày nay chúng ta niệm Phật đều như vậy, vọng niệm quá nhiều, thất tình lục dục không buông được. Đọc kinh nghe kinh thì không hiểu. Nên không có hiệu quả. Không có hiệu quả thì sao? Liền nghi hoặc, rốt cuộc pháp môn này là thật hay giả? Nếu không hoài nghi điều này thì hoài nghi căn tánh của chính mình. Chắc pháp môn này không thích hợp với tôi. Tôi phải chọn pháp môn khác. Đây là nguyên nhân không thể thành tựu. Phải niệm Phật như thế nào mới tương ứng? Bồ Tát Đại Thế Chí nói rất rõ ràng, minh bạch. Bồ Tát Đại Thế Chí tu pháp môn niệm Phật và thành Phật. Ngài nói cho chúng ta biết, phương pháp chỉ có 8 chữ: đồ nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục. Doanh Khả Pháp Sư đóng cửa phòng 3 ngày 3 đêm, chính là dùng pháp môn này. Đồ nhiếp lục căn là gì? Là buông bỏ vạn duyên. Kẻ phàm phu lục căn cứ rong ruổi bên ngoài, mắt duyên sắc, tai duyên âm thanh, nó thích rong ruổi bên ngoài, tâm của họ rất tán loạn. Đồ nhiếp lục căn là gì? Là quay trở về tâm. Mắt không duyên sắc, tai không duyên âm thanh, tâm quý vị đã định, không buông bỏ sao được? Đường chủ trong niệm Phật đường thường nhắc nhở mọi người buông bỏ thế giới thân tâm, giữ vững chánh niệm. Đây là câu nói lặp đi lặp lại của đường chủ trong niệm Phật đường, từng giờ từng phút đều cảnh tỉnh mọi người. Tịnh niệm dùng tâm thanh tịnh niệm Phật. Như thế nào gọi là thanh tịnh? Thứ nhất là không hoài nghi, thứ hai không xen tạp niệm. Người thường chúng ta không làm được. Có hoài nghi mà chính mình không biết, không rõ ràng, nhưng xen lẫn tạp niệm thì quá rõ ràng. Khi niệm Phật có vọng tưởng trong đó, xen lẫn vọng niệm. Khi nghe kinh xen tạp vọng tưởng. Khi đọc kinh xen tạp vọng tưởng. Điều này khó tránh. Quý vị xem trong văn sao của Ấn Quang Đại Sư, có một người cư sĩ niệm Phật định thỉnh giáo ngài tu tịnh độ niệm 3 năm, một lần niệm 1 cây hương. Người xưa tính thời gian là dùng hương để tính. Bây giờ khoa học kỹ thuật tiến bộ, đồng hồ rất rẻ. Thời xưa đồng hồ rất quý trọng. Đối với thời gian, trong nhà Phật, trong chùa đều dùng hương. 1 cây nhang dài khoảng 1 tiếng rưỡi,
Nhang thường là một tiếng, nên gọi là một cây hương. Trong một cây hương niệm danh hiệu Phật, nếu còn có 5-6 vọng tưởng, như vậy đã là không tệ. Ấn Quang Đại Sư nghe nói như vậy cũng cho là hiểm thị công phu không tệ. Nếu trong một cây hương mà không có vọng tưởng nào, công phu đó đã thuần thục, chúng ta mới có thể có cảm ứng. Vì sao lại bị xen tạp vọng tưởng? Bởi không buông bỏ. Thật sự buông bỏ sẽ không có vọng tưởng. Nên công phu là ở chỗ buông bỏ hay không. Nhiều năm nay tôi thường khuyên các bạn đồng học buông bỏ tự tư tự lợi, buông bỏ danh văn lợi dưỡng, buông bỏ ngũ dục lục trần, buông bỏ tham sân si mạng. Tôi nói 16 chữ này. 16 chữ này là công phu cơ bản, chứ không phải là rất thâm sâu. Nghĩa là quý vị vừa đạt được tiêu chuẩn này. Nếu có thể buông bỏ những thứ này, trong một cây hương nhiều nhất là 1-2 lần vọng niệm, không nhiều lắm. Công phu niệm thuần thuộc, sau 5-3 năm thì trong một cây hương đó không còn một tạp niệm nào nữa. Sẽ đạt được niệm Phật tam muội. Được niệm Phật tam muội không cần vui mừng. Vì sao vậy? Bởi khi không niệm Phật vẫn còn tạp niệm, cần phải niệm đến khi không niệm Phật cũng không có vọng niệm. Đó gọi là công phu thành tiến. Công phu thành tiến là nhất tâm bất loạn thập nhất. Sanh vào cõi phàm thánh đồng cư, nhất định giảng sanh. Công phu thành tiện cũng có sâu cạn không giống nhau. Người công phu thâm sâu có thể giảng sanh tự tại, muốn đi lúc nào thì đi, muốn lưu lại đây vài ngày cũng không sao. Họ có thể đi bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào. Nên pháp môn này, Thiện Đạo Đại Sư nói, dạng người tu thì dạng người đi. Không có ai không thành tựu. Pháp môn rất thù thắng, 84,000 pháp môn đều không thể sánh với nó. Như vậy hiện nay vấn đề do đâu? Vấn đề là chúng ta không chịu buông bỏ. Bồ Tát dạy chúng ta đồ nhiếp lục căn, nhưng chúng ta lại không chịu đồ nhiếp lục căn. Như vậy thì không chẳng làm gì được. Nên người tu hành chân chánh, họ buông bỏ hết, không để ý đến bất cứ điều gì. Ngay cả ý niệm độ chúng sanh cũng phải buông bỏ. Vì sao vậy? Vì quý vị không độ được. Quý vị phát tâm độ chúng sanh, có câu lực bất tòng tâm. Chính mình chưa độ được mình thì làm sao có thể độ người? Nên phàm phu chúng ta nhất định phải thừa nhận phàm phu lấy tự độ làm đệ nhất, độ chúng sanh là việc phụ. Đức Phật không độ người không có duyên. Như thế nào gọi là có duyên? Người này tôi biết,
họ có thể tin, có thể lý giải, có thể buông bỏ, và họ chịu niệm Phật. Người này có thiện căn, độ một người tốt một người. Người có thiện căn phước đức nhân duyên như vậy không phải nhiều, không phải nhiều đâu. Đích thực trong ngàn vạn người hiếm có được một hai người. Đại đa số người học Phật đều là đến chơi, không phải thật. Nếu làm thật họ sẽ không đến. Điều này từ trước khi tôi học với thầy Lý, thầy Lý thường nói: hiện tại những người niệm Phật này, họ đến để làm gì? Họ đến tiêu khiển. Ở nhà buồn không biết đi đâu, đến chùa đến đạo tràng để tiêu khiển. Họ không phải thật tu. Người đến tiêu khiển chúng ta cứ để họ đến. Tại sao vậy? Để họ trồng chút ít thiện căn. So với đến những chỗ vui chơi khác, tiêu khiển vẫn tốt hơn. Chỉ để họ trồng chút ít thiện căn, không nên hy vọng nhiều về họ. Đời này có giảng sanh hay không, đó là điều không chắc. Nên người niệm Phật nhiều nhưng người giảng sanh ít. Chúng ta hiểu rõ những chân tướng sự thật này thì chúng ta phải tránh, phải đoạn tận những duyên làm chướng ngại việc giảng sanh. Còn duyên thành tựu việc giảng sanh chúng ta phải nắm chặt mới nhất định được giảng sanh. Trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục hoặc giảng sanh luận, không phải toàn bộ, nhưng có rất nhiều người thật sự giảng sanh mà không ai biết. Những điều ghi chép đó chỉ là một số người biết được. Biết được pháp môn này rộng lớn, thật sự muốn tu, muốn thành tựu không phải là việc khó. Vì nó không bắt chúng ta phải đoạn phiền não. Đoạn đó là việc khó. Có thể nói chúng ta không có bản lĩnh này. Phương hướng của nó là điều phục phiền não. Dùng câu Phật hiệu này, niệm đắc lực câu Phật hiệu này sẽ chế phục được phiền não. Phiền não không có không gian để xen lẫn vào. Đây gọi là chế phục phiền não. Còn có vọng tưởng, tạp niệm xen vào thì công phu chưa rốt ráo. Chúng ta chưa chế phục được phiền não nên nó vẫn xen vào. Tạp niệm vẫn xen vào. Chúng ta hiểu được đạo lý này nên thường dùng điều này để kiểm nghiệm công phu chính mình. Tự mình sẽ rõ ràng minh bạch, không cần đi thỉnh giáo người khác, đi hỏi người khác. Hỏi người khác, người ta cũng không nói với quý vị. Người ta nói đều là chúc mừng và tán thán quý vị. Họ sẽ không nói là quý vị chưa đạt. Nên hiện nay tu học đều phải dựa vào chính mình. Ngày xưa thầy dạo nói thật với quý vị, các bạn đồng tu cũng nói thật với quý vị, cha mẹ cũng nói thật với quý vị. Hiện nay không còn. Hiện nay không dám nói, sợ quý vị không vui, hà tất phải kết oán thù với quý vị. Vì oan gia nên giải không nên kết. Họ thích nghe điều gì thì tán thán vài câu, dù gì cũng không phải là lời thật. Đây là tu hành trong thời đại này. Người giúp ta không nhiều, phải dựa vào chính mình, phải dựa vào kinh giáo. Ngày ngày không rời kinh giáo. Đối với kinh giáo phải dùng tâm chân thành cung kính.
mới có thể đạt được lợi ích. Không có tâm chân thành, không có tâm cung kính, sẽ không đạt được lợi ích. Nói đơn giản thì phóng vật chính là dùng tâm không chuyên. Tản mạng. Đây là đại phiền não. Đối trị phóng vật chính là thiền định. Trong lục độ ba la mật, thiền định chuyên trị căn bệnh phóng vật này. Dùng thiền định trị nó, tinh tấn đối trị giải đãi, trí huệ đối trị hôn trầm. Đây là phiền não rất nghiêm trọng. Bố thí đối trị tham lam, đối phó keo kiệt. Bố thí đối phó keo kiệt, trì giới đối phó ác nghiệp, không còn tạo nghiệp. Tất cả đều là đại phiền não. Chúng ta dùng tâm thiền định nhất tâm mới có thể học được. Phóng vật biểu hiện bên ngoài là tâm trôi nổi. Tâm trôi nổi đó chính là phóng vật. Học tất cả pháp đồng thị xuất thể dài, nó đều làm chướng ngại, khiến ta không học được. Bất luận học như thế nào cũng chỉ biết sơ sài, không cách nào thâm nhập được. Nói cách khác, chúng ta nói một cách thô thiển, mọi người sẽ dễ hiểu hơn là không tôn trọng những điều mình học, không có tâm cung kính, không có thành ý, không có tâm cung kính đối với môn mà mình học, đối với những tài liệu sách giáo khoa cũng không cung kính. Đối với thầy giáo cũng như vậy. Cho nên thì không học được điều gì cả. Ngày nay chúng ta thường nói, trên miệng nhiều người cũng đang nói, cần phải phục hưng truyền thống văn hóa, cần khôi phục Thích Nho Đạo. Có thể làm được chăng? Rất khó. Có thể làm được nhưng rất khó. Khó ở chỗ nào? Khó ở chỗ hiện nay đối với Thích Nho Đạo không có tâm cung kính, không có tâm chân thành. Dù cho thầy giáo có dạy đến mấy cũng không dạy được học sinh giỏi. Ấn Quang Đại Sư dạy rằng một phần thành kính được một phần lợi ích. Đây là nói về học trò. Học trò có 10 phần thành kính, họ được 10 phần lợi ích. Như vậy ngày nay chúng ta nói, trong số học trò muốn tìm một phần thành kính cũng không dễ. Họ không có tâm thành kính. Dùng để hình dung hai chữ phóng vật này, họ chính là thái độ này. Họ là đến chơi. Từ mẫu giáo đến thạc sĩ đều là đến chơi. Làm gì có chuyện siêng năng học tập. Thiện căn phước đức, chấp trì danh hiệu, thật rất lớn. Nếu thật sự hiểu được, quý vị có thể không niệm chăng? Là điều không thể. Nếu muốn tu thiện căn đệ nhất, phước đức đệ nhất của pháp thị xuất thị,
Niệm Phật là đủ. Niệm bao nhiêu năm nhưng thiện căn phước đức không hiện tiền, đó là nhân duyên gì? Chỉ niệm trên miệng mà không để trong lòng. Miệng không thể chuyển biến cảnh giới, tâm mới có thể chuyển biến cảnh giới. Tâm ta tạp loạn, nên có Phật hiệu trên miệng cũng biến thành tạp loạn, không rõ ràng. Chính là như vậy. Trong giáo lý Đại Thừa yêu cầu chúng ta dùng tâm thanh tịnh niệm Phật. Điều cơ bản giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc là tâm tịnh tức quải Phật tịnh. Nên niệm Phật đừng để ý nhiều hay ít, chỉ quan tâm ta dùng tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, chân thành cung kính, như vậy mới có hiệu quả. Không dùng tâm như vậy niệm Phật, hiệu quả không lớn. Lúc niệm Phật tức là lúc thiện căn phước đức đồng với Phật. Điều này đúng là vi diệu. Người này dùng tâm gì? Là tâm Phật A-di-đà, đồng tâm với Phật A-di-đà, đồng nguyện với Phật A-di-đà. Phật A-di-đà phát 48 nguyện, họ cũng là 48 nguyện. Phật A-di-đà tu hành năm kiếp vô cùng gian nan. Ngày nay chúng ta tu hành dễ dàng hơn Ngài. Vì sao vậy? Chúng ta chỉ dùng một câu danh hiệu Phật A-di-đà là được, là viên mãn. Đã đem công đức tu hành năm kiếp của Ngài dung hợp thành một với chúng ta. Vì chúng ta với Phật là cùng một tâm tánh, nhất định phải biết điều này. Về mặt lý mà nói, trong kinh giáo thường có câu này: tự tánh di đà, duy tâm tịnh độ. Di đà và tịnh độ không rời xa tự tánh. Tự tánh của ai? Tự tánh của chính mình. Đời trước rộng tu các điều thiện, nhớ Phật, niệm Phật. Không phải đời này chúng ta mới bắt đầu niệm Phật. Vì sao trong đời quá khứ cúng dường chư Phật, rộng tu các điều thiện, nhớ Phật, niệm Phật mà không được giảng sanh? Đây là một vấn đề vô cùng nghiêm túc, chúng ta phải cẩn thận. Vì sao vậy? Sợ đời này lại giống như đời quá khứ, lại không thể giảng sanh. Một niệm sau cùng khi lâm chung không phải A-di-đà Phật, không biết quý vị nghĩ đi đâu. Mấu chốt chính là một niệm sau cùng. Một niệm sau cùng, nếu nghĩ đến vợ chồng, con cái, tính chấp này lập tức bị đọa lạc. Nghĩ đến của cải trong gia đình, không nỡ buông bỏ. Nghĩ đến địa vị của mình, địa vị cao như vậy, không đành buông bỏ, luôn bị danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần vẫn còn có ý niệm tham luyện. Khi nào buông bỏ hết những ý niệm tham luyến này, tất cả đều không còn. Sinh hoạt trong đời, thích ứng trong mọi hoàn cảnh, có trật tục, không có cũng trật tục. Tâm địa thanh tịnh, không hề bị quấy nhiễu, lúc nào cũng an vui,
phá thị sung mạng, như vậy mới được, mới có thể giảng sanh. Công phu này phải bây giờ học, phải lưu ý. Nghĩ rằng trong nhiều đời quá khứ tôi học Phật chỉ một ý niệm sau cùng bị sai lạc, lại bị trôi lăn trong luân hồi. Đời này vì thiện căn phước đức trong quá khứ sâu dày nên lại gặp được. Nếu gặp được một niệm này lại sai lạc, như vậy thì tiếp tục trôi lăn thêm một đời nữa, đời sau lại đến. Điều này rất phiền phức, không thể nói chơi. Bởi vậy ngày nay chúng ta có thể đạt được pháp môn rộng lớn như vậy là có nguyên nhân. Quý vị xem pháp môn này bao nhiêu người không tin, bộ kinh điển này bao nhiêu người hủy bác, bao nhiêu người cự tuyệt. Vì sao vậy? Vì trong đời quá khứ họ không có cúng dường nhiều chư Phật như vậy, không rộng tu các điều thiện, không nhớ Phật niệm Phật, nên họ không được oai thần của chư Phật gia trì. Đời này gặp được nhưng không tin, gặp được mà bài xích. Những chân tướng sự thật này chúng ta đều có thể tưởng tượng được. Pháp môn tịnh độ này rộng nhiếp vạn pháp. Câu này là gì? Vạn pháp là Phật pháp. Tám vạn bốn ngàn pháp môn đều ở trong bộ kinh này, vô lượng pháp môn đều ở trong bộ kinh này. Không những ở trong bộ kinh này, nói thêm với chư vị, tức ở trong một câu danh hiệu A-di-đà Phật này. Ở trước bộ kinh này tôi từng nói với quý vị, công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn. Triển khai danh hiệu này ra là gì? 48 nguyện. Triển khai 48 nguyện là kim vô lượng thọ. Nói rõ về kim vô lượng thọ, triển khai kim vô lượng thọ là kim Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Chư vị cổ đức gọi kim này là Trung Bổn Hoa Nghiêm, không khác gì với kim Hoa Nghiêm. Kim này nói lược hơn, kim Hoa Nghiêm nói tường tận, nội dung hoàn toàn giống nhau. Triển khai kinh Hoa Nghiêm là tất cả pháp Đức Thế Tôn nói suốt 49 năm. Triển khai tất cả pháp chính là hết thảy pháp mà mười phương Như Lai nói từ trong vô lượng vô biên kiếp đều ở trong đó. Quý vị xem, triển khai thì như vậy, nhưng quy nạp lại tức một câu Phật hiệu. Oai thần của danh hiệu Phật vô cùng lớn lao. Vì sao ngày nay chúng ta niệm mà không khởi tác dụng, không có tín tâm, không tin? Nói điều này quý vị bán tín bán nghi. Khi nào quý vị mới có thể tiếp nhận? Phải giống như tôi vậy, kinh này đọc suốt 60 năm quý vị sẽ tin. Quân tu suốt 60 năm, tôi cũng không phải vừa tiếp xúc đã tin. Tôi nói với quý vị rất rõ ràng, tôi tiếp xúc Phật giáo bằng con đường học triết học, không phải bằng phương pháp niệm Phật cầu giảng sanh. Tôi không tin điều này. Phải mười mấy, 20 năm sau mới tin. Tôi từng nói với quý vị, tôi tin là nhờ vào Kinh Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Lăng Nghiêm. Tin Pháp môn niệm Phật này, đặc biệt là Kinh Hoa Nghiêm.
53 lần tham bái của Thiện Tài đồng tử. Tôi đạt được khai thị trong điều này, thật sự minh bạch. Bộ Kim Vô Lượng Thọ này trước đây tôi đã giảng 10 lần. Giảng chú giải của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, đây là lần thứ nhất. Vì sao giảng chú giải này? Tôi từng nói với quý vị, chú giải này quá hay. Nếu quý vị không xem, quả thật rất đáng tiếc. Không đủ tính tâm với Tịnh Độ Tông chính là chưa hiểu rõ. Trong này đích thực nói rất tường tận. Từ đây chúng ta thật sự lý giải được, có thể kiến lập tịnh tâm, có thể phát ra nguyện tâm, nên nhất định phải giảng. Khi Hoàng Niệm Tổ chú giải bộ kinh này, sự giấc giả đó tôi tận mắt chứng kiến. Chú giải này đến đời sau không ai đọc, không ai nghiên cứu. Quý vị xem sự gian nan đó, 6 năm mang bệnh, thân thể ông không được khỏe, tận lực để làm hoàn thành chú giải này, quả là đáng nể. Chúng tôi cũng là ân tri ngộ, tôi báo đáp ông. Lúc đó Hoàng Dương bộ kinh này chỉ có hai chúng tôi. Ông giảng ở trong nước, tôi giảng ở nước ngoài. Khi hai chúng tôi gặp nhau vô cùng hoan hỷ. Lúc đó không có ai nói. Tôi cũng chưa thấy được chú giải này, chỉ thấy bản hội tập của Hạ Liên Cư. Tôi có thể xem hiểu, có thể lãnh hội được. Không thể để uổng phí tâm huyết của Hoàng Niệm Tổ và Hạ Liên Cư. Đó là điều vô cùng đáng tiếc. Nên tôi nghĩ bộ kinh này, tôi sống được bao nhiêu tôi sẽ giảng bấy nhiêu. Tôi sẽ giảng lần này đến lần khác. Đại khai 1 năm giảng 1 bộ, 1 ngày giảng 4 tiếng, 1 năm 1 biến. Lần này sắp giảng xong, tôi là giảng lần thứ hai. Lần thứ hai tôi sẽ đưa khoa phán của tôi vào. Chương pháp kết cấu này sẽ làm càng rõ ràng hơn, càng dễ thấu triệt, dễ hiểu hơn. Giảng lần này xong lần khác, mỗi lần đều khác nhau, mỗi lần đều có chỗ ngộ. Nên càng học càng hoan hỷ, càng giảng càng hoan hỷ. Pháp vị vô cùng. Cổ nhân nói, thế vị so đậm bằng pháp vị. Thực tế mà nói, quý vị biết bao nhiêu thì có thể làm bấy nhiêu. Nếu làm không được, chứng minh quý vị không biết, không thấu hiểu. Lời này trước đây Đại sư Chương Gia nói với tôi. Ngài nói Phật pháp khó hiểu dễ hành. Quý vị biết sao có chuyện làm không được? Nếu không làm được tức là không biết. Lúc đó tôi nghe lời này có cảm nhận rất sâu sắc. Nghĩ lại thấy rất có lý. Nhưng một số người lại nói, tôi biết nhưng không làm được. Biến thành gì? Biết dễ khó hành. Rất dễ hành nhưng tôi làm không được. Thầy nói cái biết đó là giả, không phải thật.
Điều này 60 năm trước. Đại sư nói với tôi như vậy. Ông nhấn mạnh, đặc biệt nhấn mạnh Phật Pháp khó hiểu dễ hành. Hành rất dễ nhưng thật sự khó hiểu. Nên nói hiểu triệt để, biết được tự nhiên sẽ làm được. Vì sao có những hiện tượng này khiến chúng ta sanh ngộ nhận? Chúng ta nghĩ lại, trong đó cũng không phải không có đạo lý. Đó chính là chúng ta đối với những hiện tượng trước mắt, đây là hiện tượng giả, chưa thực sự hiểu rõ ràng, tất cả đều tưởng là thật. Tham luyến không buông được. Nếu hiểu thật sự, tất cả những hiện tượng này đều là hư không. Trong kinh Bát Nhã nói, tất cả pháp vô sở hữu, tất cánh không bất khả đắc, chỉ có Phật A-di-đà là thật. Nếu thật sự hiểu, trong tâm quý vị còn có những thứ dơ bẩn chăng? Còn có tạp niệm chăng? Không thể. Những điều này chúng ta ngày ngày đọc, nói ra đều biết, đều nói được, nhưng không làm được. Đó chính là tiêu chuẩn của Đại sư Chương Gia. Quý vị chưa thật sự hiểu thấu triệt, mà chỉ nghe người ta nói, hoàn toàn chưa vào cảnh giới này. Chúng ta phải thừa nhận điều này, thừa nhận mới có tiến bộ, mới có thể không gián đoạn việc học. Nếu không thừa nhận, cho rằng chúng ta đều biết, như vậy vĩnh viễn không có tiến bộ, mà chỉ dừng lại một chỗ. Chúng ta không làm được, khẳng định chúng ta biết chưa thấu triệt, vẫn chưa thật sự rõ ràng. Ta vẫn có thể tiếp tục nỗ lực để hiểu nó rõ ràng triệt để hơn. Những vấn đề này kết hợp với khoa học hiện đại, báo cáo thành quả nghiên cứu khoa học của họ, có thể giúp chúng ta rất lớn. Vì sao vậy? Trong kinh nói, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, khoa học đã chứng minh. Đây không phải giả. Các nhà khoa học này họ không phải học Phật, họ chưa từng đụng đến kinh Phật, nhưng báo cáo nghiên cứu của họ lại giống như trong kinh Đức Phật nói vậy. Điều này chúng ta phải đặc biệt lưu ý, phải tỉ mỉ dùng những điều này để giúp chúng ta quán tưởng, nghĩa là giúp chúng ta nhìn thấu. Nhìn thấu tự nhiên buông bỏ. Tập khí phiền não của chúng ta rất nặng, đây là thật không phải giả. Dùng phương pháp gì để đối trị? Pháp môn niệm Phật rất tiện lợi. Quý vị nói đoạn tận, nói thì quá dễ. Chúng ta chỉ có một ý niệm sẽ dễ hơn. Ý niệm này là gì? Một ý niệm chính là A-di-đà Phật. Ngoài A-di-đà Phật ra không có tạp niệm nào khác. Phương pháp này rất hay, rất dễ áp dụng. Nhưng căn bản của phương pháp này là phải nhìn thấu. Như vậy mới thật sự yên tâm áp dụng phương pháp này. Chỉ cần áp dụng, không cần thời gian dài, quý vị dùng 3 ngày, 5 ngày, quý vị sẽ phát hiện mình được đại tự tại. Có thể đạt được pháp hỷ sung mãn. Trong kinh nói, ban cho lợi ích chân thật, đã đạt được lợi ích chân thật. Thật sự đạt được đại tự tại.
Những chúng sanh này do nhiều đời trước cúng dường chư Phật, niệm Phật tu thiện, nhờ oai thần của Như Lai này gia hộ, nên đời này có thể đạt được pháp môn rộng lớn như vậy. Những lời này đều là nói với chúng ta. Ngày nay chúng ta gặp được bộ kinh điển này, câu Phật hiệu này chính là pháp môn rộng lớn. Chúng ta gặp được biết bao nhiêu người mong muốn, Bồ Tát muốn cũng không đạt được. Ngày nay vì sao chúng ta gặp được? Những gì ở đây nói chúng ta phải lãnh hội sâu sắc. Trong nhiều đời kiếp quá khứ từng tu pháp môn này, trong đời đời kiếp kiếp từng cúng dường chư Phật Như Lai. Có niệm Phật tu thiện căn, trong A Lại Gia có căn này, trong A Lại Gia thức có chủng tử này, có những công đức này. Cho nên bây giờ tiếp xúc, gặp được duyên này, Phật lực giá trị. Sau khi gặp có thể tin cũng là Phật lực giá trị, có thể hiểu vẫn là Phật lực giá trị. Phật lực giá trị bao nhiêu, mỗi người không giống nhau. Đây là đạo lý gì? Bản thân chúng ta có bao nhiêu công đức? Chúng ta có một phần Phật giá trị một phần, chúng ta có hai phần Phật giá trị hai phần. Chúng ta càng tinh tấn, Phật giá trị ngày càng nhiều. Điều này rất rõ ràng. 26 tuổi lần đầu tiên tôi gặp thầy Phương, tôi theo thầy học triết học, không ngờ đến một mục lớn của triết học. Thầy giảng cho tôi về một mục gọi là triết học kinh Phật, khiến tôi nhận thức được kinh Phật, hóa giải những điều ngộ nhận của chúng tôi đối với Phật giáo. Bao nhiêu năm về sau, tôi từng bước nâng cao lên. Đây chính là chúng ta nhiều hơn một chút, Phật sẽ gia hộ thêm một chút. Chúng ta lại nhiều hơn một chút, Phật lại gia hộ nhiều hơn một chút. Như vậy chúng ta mới biết ân lớn của Phật xưa nay chưa từng từ bỏ chúng ta. Chúng ta thật sự để Phật A-di-đà trong lòng, đem tâm này đổi thành Phật A-di-đà. Tôi tin rằng giá trị của Phật A-di-đà là sự giá trị viên mãn. Không thật sự để Phật A-di-đà trong lòng, sự giá trị của Phật không được viên mãn. Không phải Ngài không viên mãn mà chúng ta không viên mãn. Giá trị của Phật chắc chắn là tương đối. Chúng ta có 10 phần công đức, Ngài giá trị 10 phần. Chúng ta có 20 phần công đức, Ngài giá trị 20 phần. Điều này động viên chúng ta rất lớn, động viên chúng ta thực hành. Như vậy mới thật sự đạt được. Chúng ta gặp được pháp môn này nên hạnh phúc may mắn rất lớn, tuyệt đối đừng bỏ qua. Đời này chúng ta đã gặp được cơ hội thành Phật. Nếu gặp pháp môn khác không thể thành Phật. Gặp được tiểu thừa cao nhất là thành A-la-hán, gặp được đại thừa cao nhất là Bồ-Tát. Gặp được tịnh tông, đây là tịnh độ tam kinh, quý vị chắc chắn thành Phật. Pháp môn này là pháp môn vô lượng.
Các vị không chịu tu thì ở đây hưởng phước cũng được. Phước hưởng hết rồi, tương lai đi về đâu thì mỗi người tự chịu trách nhiệm. Tôi chỉ khuyến hóa mọi người giảng sanh thế giới cực lạc. Tôi không khuyên quý vị đi vào ba ác đạo. Tôi cũng không khuyên quý vị đến pháp giới tứ thánh. Tôi khuyên mọi người theo một phương hướng, một mục tiêu là thế giới Tây Phương cực lạc. Cho nên hiện nay phải biết vấn đề của chúng ta để sợ. Sợ sanh tâm tham ái đối với pháp. Bệnh này còn nghiêm trọng hơn những thứ bệnh khác. Nghiêm trọng hơn tham trước danh văn lợi dưỡng thế gian. Đã đem Phật pháp tu học của quý vị biến thành ma pháp. Vấn đề này quá nghiêm trọng. Vì sao vậy? Vì nghiệp này là nghiệp địa ngục. Tâm tốt học Phật nhưng cuối cùng bị đọa địa ngục. Quý vị nghĩ xem có oan uổng không? Thật oan uổng. Vì sao họ lại làm như vậy? Vì họ không có trí huệ. Ngày nay học Phật khó. Vì sao? Vì không có thầy giỏi chỉ dạy. Cho nên người đi sai đường không biết bao nhiêu mà kể. Còn có rất nhiều yêu ma quỷ quái mạo xưng là Phật Bồ Tát, đều không phải là thật. Điều này nên hiểu. Hiểu và hành là hai việc. Có thể hiểu không thể hành cũng vô dụng. Có thể hành nhưng không thể hiểu cũng hiệu nghiệm. Hành tức là buông xuống. Thật sự buông xuống thì thật sự hiệu nghiệm. Tuổi tôi đã cao, nói với quý vị, sống ở đời không lâu nữa, tôi sớm đã muốn đi rồi. Quý vị không trân quý lời nói, sau này không còn ai nói cho quý vị nữa. Cho nên tôi không quản lý ba việc: không giữ người, không giữ việc và không giữ tiền tài. Con người bây giờ chỉ có thể khuyên thôi. Vì sao? Bởi chế độ biến rồi. Bây giờ nói tự do dân chủ nhân quyền khai phóng, ai cũng không thể can thiệp ai. Không giống trước đây. Trước đây cha mẹ có thể dạy dỗ con cái. Bây giờ cha mẹ không dạy được nữa. Trước đây thầy giáo có thể dạy dỗ học trò. Bây giờ thầy giáo không dám quản học trò. Quản học trò sẽ bị loại bỏ. Thời nay không phải thầy giáo bỏ học trò, mà là học trò bỏ thầy giáo. Đảo ngược rồi. Cho nên bây giờ quý vị đồng học nghĩ xem, các bạn đồng học ở trong học viện, không kể tại gia hay xuất gia, chúng ta hy vọng tương lai đến thế giới cực lạc làm Phật hay là lăn lộn trong tam đồ lục đạo, tất cả đều do nơi một niệm hiện tiền của mình.
Tuổi tôi đã cao, nói với quý vị, sống ở đời không lâu nữa, tôi sớm đã muốn đi rồi. Quý vị không trân quý lời nói, sau này không còn ai nói cho quý vị nữa. Cho nên tôi không quản lý ba việc: không giữ người, không giữ việc và không giữ tiền tài. Con người bây giờ chỉ có thể khuyên thôi. Vì sao? Bởi chế độ biến rồi. Bây giờ nói tự do dân chủ, nhân quyền khai phóng, ai cũng không thể can thiệp ai. Không giống trước đây. Trước đây cha mẹ có thể dạy dỗ con cái. Bây giờ cha mẹ không dạy được nữa. Trước đây thầy giáo có thể dạy dỗ học trò. Bây giờ thầy giáo không dám quản học trò. Quản học trò sẽ bị loại bỏ. Thời nay không phải thầy giáo bỏ học trò, mà là học trò bỏ thầy giáo. Đảo ngược rồi. Cho nên bây giờ quý vị đồng học nghĩ xem, các bạn đồng học ở trong học viện, không kể tại gia hay xuất gia, chúng ta hy vọng tương lai đến thế giới cực lạc làm Phật, hay là lăn lộn trong tam đồ lục đạo, tất cả đều do nơi một niệm hiện tiền của mình. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô.